Đây là cái đường nhỏ đi từ ngõ vào trong ngôi nhà cổ San Chỉ. Đi gần vào bên trong cổng là có những tảng đá rất lớn ở phía bên trong. Đây một tảng đá liền khối rất to trong cái sân bằng xi măng. Đây mình đã nhìn thấy có cái cổng và tường rào bằng đá rất là mốc meo rêu phong. Phía xung quanh là nhiều cây cối. Ở phía đằng cổng của ngôi nhà này có thể nhìn được xuống cánh đồng và những ruộng bậc thang rất là đẹp. Phía xa là những quả đồi. Nhiều cây cối xanh tươi. Đây là đường đi vào trong phía sân của ngôi nhà vẫn bằng nền đất. Đây là ngôi nhà cổ San Chỉ ở Tiên Yên mọi người nhé. Ngôi nhà khá là cổ kính. Ở phía đằng trước là cái sân nhỏ bằng nền vẫn bằng đất. Những ngôi nhà cổ như như này khá là hiếm ở nối phía đằng sân và bậc đi rất là rêu phong. Đây bức tường đá cũng khá dày, rất là chắc chắn.